10 năm trước, Grand Sabatier khi đó mới 24 tuổi, vừa mới chuyển về sống với cha mẹ sau khi nhảy việc liên tục rồi bị cho thôi việc do nền kinh tế lâm vào cảnh suy thoái. Trong túi chỉ còn lại 5 đô la và anh phải tìm chỗ ở mới trong vòng 3 tháng. Sabatier cần tìm cách để cải thiện cuộc sống. Sabatier đặt mục tiêu cho bản thân ngay từ đầu, kiếm 1 triệu USD và nghỉ hưu sớm nhất có thể. Anh bắt đầu làm mọi việc để kiếm tiền, từ giao dịch tên miền website đến mua bán những chiếc xe cắm trại của hãng Volkswagen. Tôi đã nhận 13 công việc cùng một lúc. Anh nói, thu nhập của Sabatier tăng lên hơn 300.000 USD mỗi năm. Anh cũng đã tiết kiệm được khoảng 80% trong tổng số tiền kiếm được từ các công việc cũng như các khoản đầu tư của mình. Sau chính xác 5 năm, 3 tháng và 6 ngày, Sabatier đã đạt được mục tiêu của mình với số tiền tiết kiệm hơn 1,2 triệu USD. Dù câu chuyện của Sabatier nghe có vẻ khắc khổ, nhưng người đàn ông 34 tuổi tin rằng gần như bất kỳ ai có từ một nguồn thu nhập nhất định trở lên đều có thể giống anh. Anh nói, tôi nghĩ phần lớn người Mỹ có thể nghỉ hưu sau 10 năm hoặc ít hơn nếu họ kiếm được ít nhất 70.000 USD mỗi năm. Ông cho biết, để biến điều đó thành hiện thực, bạn phải chấp nhận tiết kiệm số tiền từ 50 đến 70% thu nhập và điều này đòi hỏi một cuộc đại tu lớn trong lối sống của bạn, nhưng bạn không cần phải làm khổ mình. Tất cả phụ thuộc vào thái độ của bạn khi đối mặt với tình huống. Điều quan trọng là bạn phải nhận ra rằng tiết kiệm không phải là hy sinh mà là một cơ hội bạn sẽ phải sống khác một chút so với hầu hết mọi người. Bạn có thể nghĩ, làm sao tôi có thể sống chỉ với 30.000 USD hoặc 35.000 USD mỗi năm, nhưng bạn thực sự có thể làm điều này. Sabatier nhấn mạnh rằng, sự hy sinh ngắn hạn trong hiện tại cho phép bạn tự do độc lập tài chính ở tương lai. Có thể bạn đang nghĩ, ồ, mình phải ở trong một căn hộ thật tồi tàn và lái một chiếc xe lọc cọc. Và câu trả lời là, bạn thật sự phải làm điều đó trong một thời gian ngắn, nhưng chúng ta không phải làm điều này mãi mãi mà chỉ trong một vài năm để gửi ngân hàng, tiết kiệm và đầu tư số tiền dư giả. Nếu bạn muốn nghỉ hưu sau 10 năm, Sabatier đưa ra 3 mẹo để biến điều đó thành hiện thực. 1. Cắt giảm chi phí nhà ở Đối với nhiều người, chi phí lớn nhất hàng tháng là tiền thuê nhà hoặc tiền thế chấp. Sabatier khuyên bạn nên cố gắng giảm con số đó càng nhiều càng tốt vì đó là một cách đơn giản để cải thiện khoản tiết kiệm của bạn hãy thuê một căn hộ rẻ và kiếm bạn cùng phòng, hoặc mua một căn hộ 2 phòng ngủ và cho thuê phòng khác để giữ cho chi phí nhà ở của bạn ở mức thấp nhất có thể. Nếu bạn có thể cắt giảm chi phí nhà ở của mình từ 2.000 USD xuống còn 600 đến 700 USD, thì thời gian đến khi bạn nghỉ hưu sẽ được rút ngắn lại. 2. Lấy một khoản để đầu tư thêm Việc bạn cắt giảm chi phí có thể làm tối đa, nhưng số tiền bạn có thể kiếm được là vô hạn. Sabatier nói, Hãy cố gắng kiếm thêm một ít tiền, nhưng không cần phải làm đến kiệt sức. Giả dụ như bạn đang kiếm thêm được 1.000 USD hàng tháng và đầu tư, khoản này cũng giúp rút ngắn khoảng thời gian để nghỉ hưu của bạn. Anh lưu ý rằng, việc đầu tư thêm cũng rất quan trọng. Thu nhập của bạn có thể tăng lên nhờ những khoản đầu tư, hơn hẳn một tài khoản tiết kiệm thông thường có thể sẽ bị mất giá theo thời gian. 3. Kiên định nếu bạn muốn nghỉ hưu sớm điều quan trọng nhất là giữ bản thân có động lực tôi thấy rất nhiều người thực sự hào hứng và họ nói ôi trời tôi sẽ ra ngoài và độc lập về tài chính tôi sẽ nghỉ hưu sớm nhưng chỉ một thời gian sau họ đã bỏ cuộc sabatier nói sabatier chia sẻ anh duy trì bản thân bằng cách tự đánh cược với mình bằng chính số tiền tiết kiệm của mình Việc này khá thú vị và thực sự có thể gây nghiện. Khi bạn đã có một chút động lực, hãy dành 5 phút mỗi ngày để xem tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn sẽ thấy tiền của mình tăng lên và đó là tất cả động lực mà bạn cần. Và cũng đừng nản lòng nếu bạn tính toán được 10 năm không phải là mục tiêu hợp lý cho lối sống của bạn. Theo Sabatier, ngay cả khi bạn mất 12 năm hay 15 năm, bạn vẫn sẽ nghỉ hưu sớm.